Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Chúng mình thử suy nghĩ cho chị thử đọc cái câu nói này của Nguyễn Bá Học nhé. Thử suy nghĩ một chút xíu, sau đó thì có thể comment cho chị xem. Theo em thì cái vấn đề nghị luận mà cái câu nói này đặt ra là gì ạ? Chúng mình thử comment cho chị xem nhé. Đấy, câu nói đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông của Nguyễn Bá Học. Theo em ạ, theo em thì cái vấn đề cần nghị luận, cái vấn đề tư tưởng đạo lý mà chúng mình cần nghị luận ở đây là gì ạ? Chúng mình thử comment cho chị biết ạ. Một cái vấn đề mà qua một câu nói mình cần phải rút ra, đúng không nhỉ? Mình cần phải rút ra. Đấy, mình cần phải rút ra là gì? Chúng mình có biết không? Chúng mình đã suy nghĩ được chưa? Bởi vì đây là một cái đề khá là khó. Và khi mà em học chương trình mới thì chắc chắn rồi, sẽ có nhiều đề mở rộng, nhiều đề nâng cao như thế này nhá. Thế thì điều này nói về cái gì ạ? Chúng mình hãy cùng tham khảo cái phần mở bài của bài viết mẫu để xem các chị đưa tới cho các bạn một phần mở bài như thế nào đối với vấn đề được rút ra từ câu nói nhé. Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, theo Lỗ Tấn. Cuộc sống là một bức tranh đa màu sắc, trên hành trình nỗ lực khám... Đấy, trên hành trình nỗ lực này, khám phá của bản thân, ta gặp không ít những khó khăn trở ngại. Bởi lẽ cuộc sống sẽ không bao giờ trải hoa hồng cho bạn bước đến. Có người sẽ thành công với mục tiêu của mình, có người lại chật vật với những hoài bão, mơ hồ, viển vông. Tất cả đều nằm ở gì? Đấy, tất cả đều nằm ở ý chí này. Các bạn thấy không ạ? Cái vấn đề đang được nêu ra ở ngay phần mở bài rồi đấy. Tất cả đều nằm ở ý chí và nghị lực của mỗi người. Khi đương đầu với những khó khăn và thử thách, hiểu được giá trị cốt lõi của vấn đề, Nguyễn Bá Học đã từng có ý kiến cho rằng đường đi... Gia Lĩnh thì nói là theo em, vấn đề là gì ạ? Không phải không thể vượt qua chông gai, mà chỉ khó ở lòng người. Cái này thì chị nghĩ rằng là nó chưa trọng tâm lắm, Gia Lĩnh nhá. Nó chưa trọng tâm lắm về cái vấn đề cần nghị luận, mà đây là em đang giải nghĩa cái câu nói của Nguyễn Bá Học thôi. Thế thì chị nghĩ rằng là đối với ở đây các chị đã đưa cho các bạn cái vấn đề là gì ạ? Ý chí và nghị lực vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống của con người, đúng không nào? Thế thì chị nghĩ rằng là đối với phương pháp viết mới đấy, đối với phương pháp viết của chương trình mới thì em nên xác định vấn đề nó rõ ngay từ đầu. Em ạ, em nên xác định ngay cái vấn đề cần nghị luận là gì. Từ đó thì em mới có thể đưa tới cái vấn đề nghị luận trọng tâm nhất. Và cả bài của em nên đi theo cái vấn đề chính xác, cái vấn đề trọng tâm. Đấy cũng là một cái kỹ năng, một cái phương pháp mà chị nghĩ rằng là... Thắng Đào thì nói là chị ơi, khóa kỹ năng viết do ai dạy? Em nhớ, đối với khóa phương pháp viết này thì sẽ giáo viên đứng lớp chính là chị Hiên và chị Hoa. Đấy, chị Hiên thì chúng mình đã rất quen thuộc rồi, đúng không ạ? Còn chị Hoa cũng là một giáo viên của trung tâm học văn chị Hiên với rất nhiều kinh nghiệm dạy chương trình mới. Thế cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đăng ký khóa học phương pháp viết nhé. Chị ơi, đánh giá mở rộng là như thế nào? Một cái yêu cầu mới, đúng không? Một cái yêu cầu mới của những cái mạch viết của chương trình mới. Ví dụ như là bộ sách Cánh Diều, bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, hoặc là bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Đánh giá mở rộng là gì? Em cần phải có cái sự đánh giá đó là vấn đề như thế nào, đúng không nhỉ? Mở rộng thì có nhiều cách lắm. Ví dụ mở rộng, em có thể mở rộng đến bản thân mình. Em có thể mở rộng theo cái cách là gì ạ? Lật ngược vấn đề lại đi. Hoặc là em có thể mở rộng với nhiều cách khác nữa. Mà trong khóa học phương pháp viết, các chị sẽ đưa tới cho các bạn những kỹ năng, những phương pháp cần thiết để chúng mình có thể làm cái phần đánh giá và mở rộng như thế nào để nó đảm bảo được yêu cầu, nâng cao, thế nhưng mà nó không bị lan man, không bị dài dòng, không bị xa ý, được không ạ? Đấy, cái khóa học phương pháp viết này chị nghĩ rằng là rất tốt đối với các bạn. Và chỉ trong ngày hôm nay đang có mức giá ưu đãi với voucher giảm 500.000 thôi. Thế cho nên em nhá, không còn chần chờ gì nữa, chúng mình có thể đăng ký ngay khóa học phương pháp viết này ở cái phần link đăng ký mà các chị đã ghim dưới comment, hoặc là chúng mình có thể nhắn tin ngay về page học văn chị Hiên nhá. Rồi, quay trở lại với bài nghị luận xã hội về vấn đề ý chí, nghị lực của mỗi người
khi vượt qua những khó khăn thử thách. Thế thì như thế nào ạ? Phần mở bài, chốt lại vấn đề. Đấy, hiểu được giá trị cốt lõi của vấn đề, Nguyễn Bá Học đã từng có ý kiến cho rằng đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đúng không nào? Đây chính là nguyên văn phần mở bài mà các chị viết mẫu cho các bạn. Và phần mở bài thì các bạn yêu cầu đối với một bài nghị luận xã hội, một bài văn nghị luận xã hội nhá, thì các bạn sẽ cần phải mở bài như thế nào? Mở bài gián tiếp đi ạ. Một bài văn thì hãy giúp chị mở bài gián tiếp. Nó sẽ không chỉ hay mà nó sẽ khiến cho cái bài viết của các bạn nó được nâng cao hơn rất là nhiều, nó hấp dẫn hơn rất là nhiều và nó sâu sắc hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, ở đây thì các chị đi từ câu nói để dẫn tới câu nói. Chị nghĩ rằng là đấy là một cái phương pháp viết mở bài mà nó rất là hay. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Mà ở trong khóa học phương pháp viết, ngay từ cái phần mở bài thôi. Đấy, ngay từ cái phần mở bài thôi các chị sẽ đưa tới cho chúng mình. Các chị sẽ đưa tới cho chúng mình những cái phần mở bài gián tiếp như thế nào để nó hay nhất. Cái phương pháp viết mở bài như thế nào để nó vừa trọng tâm mà nó vừa nâng tầm được cái bài viết nghị luận xã hội của mình nhá. Đấy, thế thì ở phần mở bài, mặc dù chúng mình mở bài gián tiếp nhưng không có nghĩa là chúng mình sẽ đi sai trọng tâm của vấn đề. Mà ở đây các bạn phải đưa được những từ khóa ở phần mở bài, đúng không ạ? Các bạn đưa được những từ khóa của vấn đề. Ví dụ như là ở câu nói đường đi không khó vì ngăn sông cách núi. Huỳnh Văn Quý thì nói là chương trình mới còn bắt mở bài kết bài ấn tượng. Đúng rồi, đây là một cái yêu cầu mà có cái sự nâng cao, có cái sự nâng cao hơn rất là nhiều so với chương trình cũ đấy, đúng không ạ? Viết bài văn thì chúng mình nên viết theo cái mở bài gián tiếp. Và mở bài kết bài ấn tượng thì chị nghĩ rằng là cái cách tốt nhất là hãy mở bài gián tiếp. Và nếu như em đang gặp khó đối với phần này thì khóa học phương pháp viết mà chị vừa giới thiệu cho em, chị vừa giới thiệu cho các bạn đấy ạ, nó sẽ là cái phương pháp mà nó, một cái khóa học mà nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái phương pháp viết của bản thân mình các bạn nhé. Đấy, cho nên là em hãy đăng ký ngay khóa học này để nhận một cái voucher rất là lớn trong ngày hôm nay dành cho khóa học phương pháp viết này, cũng như là dành được cái khóa học free, cái khóa học miễn phí. Khóa học miễn phí chính là khóa học kỹ năng thuyết trình, xoáy sâu vào kỹ năng thuyết trình và của mạch nói và nghe của chương trình mới các bạn nhé. Đấy, thế thì các bạn cũng nhận ra được những cái vấn đề khi mà mình làm những cái mạch viết, những cái bài văn nghị luận xã hội hoặc là những cái bài văn mà nghị luận đấy về một vấn đề nào đó trong cuộc sống, đúng không ạ? Các bạn nhận ra những cái vấn đề là bây giờ chương trình mới đặt ra rất nhiều yêu cầu, chương trình mới đặt ra rất là nhiều những cái khó khăn đối với các bạn. Thế cho nên là các bạn hãy xuất phát ngay đối với cái việc mà chúng mình viết như thế nào trong cái trước khi mà mình bắt đầu một năm học mới, hay là bây giờ chúng mình cũng sắp bắt đầu rồi, thì em hãy bắt đầu ngay với phương pháp viết nhé. Và chị cũng gợi ý cho các bạn ở đây, khóa học phương pháp viết đến từ Học Văn Chị Hiên đấy. Các bạn nếu như chúng mình có nhu cầu về phương pháp này, về khóa học này, thì có thể điền link đăng ký hoặc là nhắn tin ngay về page Học Văn Chị Hiên để được các chị tư vấn kỹ càng hơn và nhận được những cái sự ưu đãi, những cái voucher trong buổi tối ngày hôm nay, trong buổi live ngày hôm nay của chị và trong ngày hôm nay khi mà em đăng ký khóa học phương pháp viết nhá. Đấy, mình đi từ mở bài mình đã thấy là nó có quá nhiều điều mới mẻ, đúng không ạ? Nó có quá nhiều những cái điều khó rồi. Thế cho nên là mình sẽ cùng với nhau đi thử vào phần thân bài xem là nó sẽ khó như thế nào, nó sẽ đặt ra cho bản thân các em những yêu cầu gì nhá. Ok ạ, chúng mình sẽ bắt đầu đi vào phần thân bài với chị nhá. Mỗi người đều có một cuộc đời và có một con đường, nhưng tất cả đều có chung mục đích, đó là sự thành công. Nhưng liệu trong cuộc sống quá xô bổ, tấp nập như hiện nay, ta có đạt được thành công nếu không mang trong mình một ý chí, nghị lực sống? Nguyễn Bá Học đã mang đến cho ta một thông điệp sống thật sâu sắc, được không ạ? Ta hiểu. Đây là phần nào đây ạ? Ta hiểu đường đi khó là gì? Đây là phần nào? Đây là cái phần như thế nào đối với một đề nghị luận xã hội ạ? Ta hiểu đường đi khó là... Đây là phần nào? Đây chính là phần giải thích các em nhé. Đây chính là phần giải thích ạ. Chắc chắn đối với một cái đề nghị luận xã hội, đúng rồi, Ngọc Anh nói chính xác, giải thích khái niệm. Giải thích câu nói, bao giờ cũng vậy.
bất cứ một cái đề nghị luận xã hội nào các bạn cũng phải đi từ giải thích giúp cho chị. Bởi vì giải thích thì người đọc hay chính bản thân các em mới đưa được vào bài viết của mình những cái sự hiểu biết sâu sắc, đúng không ạ? Và người ta đọc bài người của em, người ta mới hiểu được đó có nghĩa là gì, em muốn nói tới điều gì, đúng không nhỉ? Ví dụ như là cái câu nói của Nguyễn Bá Học ở đây, thì các chị đưa tới cho các bạn cái sự giải thích như thế nào? Không phải là chúng mình sẽ giải thích vấn đề nghị luận đâu, mà đối với câu nói thì mình cần phải giải thích từ ngữ ở trong câu nói đó. Từ đó thì mình sẽ rút ra được cả câu nói vẫn nói về vấn đề gì, được không ạ? Ta hiểu đường đi khó là sự gập ghềnh khúc khuỷu của những con đường. Nhưng ở đây câu nói không chỉ đơn thuần. Đấy, câu nói không chỉ đơn thuần muốn nói đến những con đường đi bình thường, mà đường đi ở đây là một ẩn dụ. Các bạn thấy từ ẩn dụ không ạ? Bao giờ cũng vậy, khi mà đề nghị luận xã hội đưa cho các em một câu nói thì các em ơi, hãy suy nghĩ nó theo nhiều hướng đi. Hãy suy nghĩ nó sâu xa hơn một chút xíu đi. Không phải câu nói nó sẽ chỉ có một ý nghĩa hiện lên trên mặt chữ dành cho các bạn đâu, mà nó sẽ có tới hai nghĩa, ba nghĩa, những cái nghĩa ẩn dụ, những cái nghĩa sâu sắc hơn. Đấy, ví dụ đường đi khó ở đây các chị đưa cho chúng mình là gì ạ? Nó không chỉ đơn thuần là sự gập ghềnh khúc khử, mà nó là một ẩn dụ để nói tới con đường đời. Nhớ, nói tới con đường đời của mỗi người. Nói tới con đường đời của mỗi người. Tương tự, sông và núi là ẩn dụ để chỉ những khó khăn này, những gian nan và thử thách này, được không ạ? Những khó khăn, gian nan và thử thách mà chúng ta gặp phải trên con đường đời. Đấy, mọi ý nghĩa các chị nghĩ rằng là đối với những câu nói mà yêu cầu mở rộng, nâng cao của chương trình mới, thì các bạn sẽ phải giải thích nó theo nhiều nghĩa, theo cả nghĩa đen và cả nghĩa ẩn dụ nữa, đúng không ạ? Nếu như em chỉ giải thích nghĩa đen thôi, nếu như em chỉ giải thích cái nghĩa đơn thuần của nó thôi, thì chắc chắn là sẽ không thể đầy đủ được, và chắc chắn là không thể rút ra được cái vấn đề cần nghị luận ở đây là gì. Mà khi em bắt đầu vào phần giải thích thôi, thì em đã phải giải thích cái nghĩa hiện lên trên mặt chữ, có nghĩa là nghĩa đen ạ, mình gọi với nhau như vậy. Và cái nghĩa thứ hai đó chính là nghĩa ẩn dụ. Ví dụ ở đây đường đi khó, sông, núi, các em không chỉ giải thích cái nghĩa đơn thuần của nó, mà còn phải giải thích đó là con đường đời, đó là những cái khó khăn, đó là những cái gian nan thử thách mà chúng mình sẽ gặp phải trên con đường đời của mình. Các bạn nhớ, cái ý thứ hai nữa là gì ạ? Lòng người ngại núi e sông là hàm ý chỉ thái độ. Hàm ý chỉ cái thái độ như thế nào? Cái thái độ nản chí, đúng không nhở? Cái thái độ nản chí này, chùn bước. Thái độ nản chí và chùn bước trước những khó khăn thử thách của cuộc đời. Nếu như mà con người gặp phải đường đi khó, gặp phải những chông gai, những gập ghềnh, những khó khăn, thì những cái người mà ngại núi e sông là những cái con người mà hàm ý chỉ thái độ nản chí, chùn bước trước những khó khăn thử thách của cuộc đời, đúng không nhở? Câu nói trên đấy, các bạn chú ý cho chị ở ý này ạ. Câu nói trên có ý nghĩa, có nghĩa ở đây là phần nào? Từ những cái từ ngữ đó, từ những cái sự giải thích đó, thì các bạn rút ra được ý nghĩa của cả câu nói là gì, đúng không nhỉ? Ý nghĩa của mình là gì, đúng không? Đấy, ví dụ như là câu nói trên có ý nghĩa là khẳng định và nhấn mạnh vai trò. Các bạn chú ý nhé, cái từ vai trò là cái điều, là cái từ rất quan trọng và gần như là một cái keyword đối với nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý. Các bạn khi viết về một cái tư tưởng đạo lý nào, các bạn hãy xoáy cho chị về vai trò, từ vai trò và từ ý nghĩa. Các bạn ạ, đây là hai cái keyword mà các bạn nên xoáy vào, các bạn nên nói nhiều, các bạn nên bàn luận về nó trong bất cứ một cái vấn đề nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý nào nhá. Đã nhấn mạnh vai trò của yếu tố tinh thần, sự kiên trì vượt khó này. Sự kiên trì vượt khó này. Của gì? Của con người đối với sự thành công trong công việc và cuộc sống. Được không ạ? Đối với sự thành công trong công việc và cuộc sống. Cuộc sống là một hành trình dài với biết bao thử thách cám dỗ phía trước. Điều quan trọng nhất
là bạn phải làm chủ được bản thân và có ý chí nghị lực để vượt qua chúng. Ở đây người ta muốn nói tới cái gì? Người ta muốn nói tới ý chí và nghị lực, đúng không nhỉ? Nếu cuộc sống là một chặng đường dài thì khó khăn, thử thách sẽ là những ngọn núi cao, những con sông dài mà ta phải vượt qua. Nếu biết kiên trì và quyết tâm, ta nhất định sẽ đạt được mục tiêu đó. Trái lại, nếu ta luôn lo sợ thất bại thì công việc đó ắt chẳng thể đi đến đâu được. Giống như bác Hồ đã từng nói, các bạn ơi, đây là một cái phần mà chị nghĩ rằng là các bạn nên liên hệ nhiều hơn. Lúc nãy thì có một bạn hỏi chị là phần đánh giá, phần mở rộng như thế nào. Thì em ạ, phần đánh giá có thể nằm ở những cái cuối của từng luận điểm một đối với đề nghị luận xã hội. Nhưng phần mở rộng thì mình có thể mở rộng ở bất cứ phần nào của nghị luận xã hội. Giống như ở đây, việc đưa câu nói của bác Hồ chính là một phần mở rộng trong cái đề, trong cái yêu cầu của nghị luận xã hội rồi đấy ạ. Đây chính là một cái phần mở rộng rồi. Và các bạn có thể tham khảo nó, xem là các chị ở đây, các chị mở rộng nó như thế nào nhá, các chị mở rộng nó như thế nào ở đối với một cái đề về câu nói, được không ạ? Và những cái hướng dẫn cho các bạn về đánh giá mở rộng như thế nào cho hay, mở rộng như thế nào cho trọng tâm, mở rộng bằng câu nói, bằng câu hát hay bằng những cái dẫn chứng như thế nào cho hợp lý, thì nó sẽ hoàn toàn nằm trong cái khóa học phương pháp viết này. Đấy, cái khóa học mà chị đã giới thiệu cho các bạn ngay từ đầu đấy. Và cái khóa học phương pháp viết này thì hiện tại đang có cái mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho các bạn. Đấy là voucher giảm 500.000 khi mà các bạn đăng ký ngay trong ngày hôm nay nhá. Từ học phí gốc là 899.000 sẽ chỉ còn 299.000 dành cho các bạn khi các bạn đăng ký trong ngày hôm nay thôi ạ. Thế cho nên là chị nghĩ rằng đấy, chúng mình nên đăng ký ngay khóa học phương pháp viết này nhá. Khóa học phương pháp viết này, được không ạ? Rồi, ok. Vậy thì chúng mình sẽ cùng xem là các chị đã mở rộng nó như thế nào đối với cái đề về ý chí, về nghị lực, một cái vấn đề nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý mà rất là quen thuộc với các bạn, được không ạ? Giống như bác Hồ đã từng nói, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Quyết chí ắt làm nên, được không ạ? Đấy, thế cho nên là sao? Thế cho nên là các bạn ơi, đối với phần mà chúng mình mở rộng thì chúng mình hoàn toàn có thể mở rộng ở bất cứ phần nào trong cái bài viết của mình. Các em nhá, đấy, như thế nào nữa ạ? Đây là một cái phần mở rộng từ câu nói, mở rộng về câu nói. Ở đây đối với câu nói của Nguyễn Bá Học thì các chị có một cái phần mở rộng câu nói của bác Hồ với một cái gì ạ? Với một cái chủ đề, một cái vấn đề tương tự nhau, đấy là ý chí và nghị lực. Đây cũng là một cái cách mở rộng nó khá là quen thuộc, nhưng nó luôn làm sao ạ? Nó luôn có ích, nó luôn đáp ứng được cái yêu cầu mở rộng của những bài nghị luận xã hội các bạn nhá. Thế thì ở đây bạn nào đã từng viết về nghị luận xã hội rồi, các bạn thử comment cho chị xem ạ. Đấy là sau khi mà chúng mình đi giải thích xong cái câu nói rồi, chúng mình giải thích xong vấn đề rồi, thì chúng mình sẽ đi tiếp tới phần nào trong bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, được không ạ? Đấy, các bạn ơi, nếu như mà chúng mình đã từng tiếp xúc với nghị luận xã hội rồi này, chúng mình đã từng viết những bài nghị luận xã hội rồi này, thì các em có thể comment cho chị xem, các bạn có thể bình luận cho chị xem là ngay sau cái phần mà chúng mình giải thích thì chúng mình sẽ tiếp tục với phần nào. À, đã có những câu trả lời ở đây. Ngọc Anh thì nói là phân tích. Những bạn khác thì sao nhở? Chúng mình có suy nghĩ như thế nào ạ? Chúng mình sẽ có suy nghĩ như thế nào đối với cái việc mà chúng mình giải thích xong thì chúng mình sẽ đến với cái phần nào? Tên luận điểm của mình là gì? À, Gia Lĩnh đã đưa cho chị một câu trả lời, đấy là bàn luận về vấn đề và dẫn chứng. Ok, những bạn khác thì sao ạ? Chúng mình có cùng câu trả lời với Gia Lĩnh hay là với Ngọc Anh không ạ? Ngay sau cái phần giải thích thì chúng mình sẽ như thế nào? Chúng mình sẽ đưa cái phần nào vào đây ạ? Chính xác, đã có những câu trả lời rất tốt. Đó chính là phần bàn luận. Bắt đầu vào phần này chính là phần bàn luận các em ạ. Chúng mình sẽ bàn luận về cái gì?
Ví dụ như là Xuân Dinh thì nói là đưa ra vấn đề, ok em. Chúng mình sẽ bàn luận về cái câu nói đó, chúng mình sẽ bàn luận về vấn đề nghị luận xã hội đó, đúng không ạ? Như là như thế nào? Vấn đề nghị luận xã hội đó nó có vai trò gì? Tại sao chúng ta cần phải làm cái điều như vậy? Tại sao chúng ta cần rèn luyện cái đức tính như vậy? Đúng không nhở? Và đặc biệt trong phần bàn luận thì chúng mình sẽ đưa dẫn chứng vào. Chính xác. Đã có những câu trả lời đúng rồi, nhưng cũng có những bạn mà chúng mình chưa đưa được câu trả lời với chị. Đúng không nhở? Có vẻ như là chúng mình đang khá hoang mang. Không biết là các phần trong một cái đề, trong một cái đề nghị luận xã hội sẽ như thế nào. Thế thì chị nghĩ rằng là các bạn hãy ngay lập tức đi ạ, ngay lập tức tham khảo cái khóa học phương pháp viết này đến từ Học Văn Chị Hiên. Bởi vì ở đó thì các chị sẽ đưa cho chúng mình đầy đủ về phương pháp này, về kỹ năng này, về những cái bài văn tham khảo giống như cái bài văn ngày hôm nay mà chị đang cùng với các bạn tìm hiểu đấy. Cái bài văn tham khảo này sẽ đưa cho các bạn gì ạ? Cái khóa học phương pháp viết này sẽ đưa cho các bạn rất nhiều những cái điều mà các bạn cần trong 20 buổi. Và đối với từng buổi một, chúng mình sẽ học từng chủ đề một. Từng chủ đề một chúng mình lại học phương pháp riêng, kỹ năng riêng và những bài văn tham khảo rất riêng nữa. Và hiện tại đối với khóa học phương pháp viết này của Học Văn Chị Hiên thì đang có mức giá cực kỳ ưu đãi dành cho các bạn. Đấy là voucher giảm 500.000 trong buổi tối ngày hôm nay, trong buổi live ngày hôm nay và trong ngày hôm nay khi mà các bạn đăng ký, được không ạ? Khi mà các bạn đăng ký khóa học phương pháp viết này nhé. 20 buổi học chị nghĩ rằng là lại còn được giảm 500.000 nữa, lại còn được đính kèm một cái khóa học kỹ năng thuyết trình hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn free nữa dành cho các bạn. Thì chị nghĩ rằng là chúng mình không còn cái sự nghi ngờ gì, cái sự băn khoăn gì, mà hãy nhắn tin ngay về page hoặc là điền link đăng ký mà các chị đã ghi ở dưới phần bình luận. Nhắn tin ngay về page Học Văn Chị Hiên, nói rằng là em muốn được tư vấn về khóa học kỹ năng viết, thì các chị admin và các chị đến từ Học Văn Chị Hiên sẽ tư vấn cho mình kỹ càng nhất, tư vấn cách thức mà em sẽ đăng ký như thế nào, khóa học sẽ đáp ứng cho mình những điều gì nhá ở trong khóa học viết này. Và đặc biệt nếu như em đã là một học sinh đang theo học khóa học online của lớp 10, lớp 11 thì các bạn hoàn toàn cũng nhắn tin về page là nói rằng là em đang là một học sinh của khóa học online lớp 10, lớp 11. Các chị có thể tư vấn cho em không? Bởi vì sao ạ? Các bạn đang theo học khóa học online, ví dụ văn VIP, ví dụ toàn diện của lớp 10, lớp 11 tại Học Văn Chị Hiên thì thậm chí là còn được giảm giá sâu hơn nữa. Đấy, giảm giá chỉ còn gần một nửa. Đối với khóa học phương pháp viết này thôi, một cái mức phí chị nghĩ rằng là không còn điều gì băn khoăn nữa cho các bạn khi mà đăng ký khóa học viết này, khóa học phương pháp viết này đến từ Học Văn Chị Hiên nhá. Đặc biệt là đối với các bạn học lớp 10, lớp 11 chương trình mới này và các bạn muốn ôn thi học sinh giỏi thì cũng hoàn toàn có thể đăng ký cái khóa học phương pháp viết này đến từ Học Văn Chị Hiên. Thế cho nên là nếu như em có nhu cầu về khóa học phương pháp viết nhá, em có thể điền link đăng ký mà các chị đã ghi ở dưới phần bình luận hoặc là nhắn tin về page để được các chị tư vấn kỹ càng hơn cho mình đối với cái việc mà mình sẽ tham gia khóa học phương pháp viết này nhá. Rồi, hy vọng là cái khóa học phương pháp viết này sẽ trở thành một cái người bạn, sẽ trở thành một khóa học cực kỳ hữu ích dành cho em trên hành trình chúng mình chinh phục môn ngữ văn sắp tới các bạn nhá. Quay trở lại với cái bài văn nghị luận xã hội mà các bạn đã đưa cho chị, đấy là cái phần tiếp theo mình sẽ cùng với nhau đi phân tích, đi bàn luận, đó chính là gì? Bàn luận về vấn đề và đưa ra những dẫn chứng. Thế thì ở đây các chị sẽ, chúng mình sẽ cùng tham khảo cái bài viết này để xem các chị bàn luận như thế nào, các chị đưa dẫn chứng như thế nào cho phù hợp nhé. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, điều quan trọng là bạn phải dám bước, bước lên phía trước và hướng đến những điều tốt đẹp đang chào đón. Ta biết đến kỳ tài Mạc Đĩnh Chi. Đấy, kỳ tài Mạc Đĩnh Chi bắt đầu dẫn chứng này. Bắt đầu dẫn chứng ở đây, đó chính là kỳ tài Mạc Đĩnh Chi ạ. Một người mà chị nghĩ rằng là một cái dẫn chứng vô cùng là quen thuộc nhưng rất là tiêu biểu và nổi bật cho cái vấn đề ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn mà các chị muốn đưa tới để các bạn tham khảo ở trong cái bài văn này, đúng không ạ? Ta biết đến kỳ tài Mạc Đĩnh Chi, gia cảnh vô cùng nghèo khổ, dù khó khăn thiếu thốn, không có tiền mua nến, không có chút ánh sáng để học, Mạc Đĩnh Chi ngày đêm khó khăn là thế cũng không ngăn nổi ý chí, nghị lực phi thường của ông. Mạc Đĩnh Chi ngày đêm ra sức học hành,
Ông đọc sách mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đi kiếm củi, khi đi ăn, mượn cả sách của thầy của bạn về nhà, tự mình tìm hiểu. Đêm đến thì ông đốt củi và lấy lá cây để học. Ông còn nghĩ ra cách bỏ đom đóm. Đây ạ, một cái câu chuyện rất nổi tiếng về Mạc Đĩnh Chi, về cái sự ham học, về cái ý chí và nghị lực của cái người trạng nguyên này, đúng không ạ? Ông còn nghĩ ra cách bỏ đom đóm vào vỏ trứng, làm đèn đọc sách, chính nhờ không ngại núi e sông. Đấy, cái này chính là mình làm sao ạ? Khi các bạn bàn luận về một cái câu nói nào đó nhá, thì đôi lúc trong cái bài văn của mình, các bạn sẽ nhắc lại một số những từ ngữ trọng tâm, một số những cái từ ngữ mà được đưa ra ở trong câu nói đó. Để làm sao ạ? Để ở đây các bạn không chỉ đơn giản là các bạn bàn luận về vấn đề, mà các bạn đang bàn luận về vấn đề trong một câu nói. Thế thì cái việc mà các bạn đưa ra những từ ngữ đôi lúc trong bài làm của mình, các bạn đưa ra những từ ngữ trong câu nói đó cũng là điều rất quan trọng. Chính nhờ không ngại núi e sông, nên dù đường đi có khó khăn, có gian nan đến nhường nào, ông cũng đều vượt qua và vươn lên tìm ánh sáng cho khát vọng của mình. Nhờ ý chí kiên cường đó mà năm 24 tuổi, Mạc Đĩnh Chi đã đỗ trạng nguyên. Ông còn làm quan phục vụ cho đất nước ở ba triều vua Trần Minh Tông, Trần Anh Tông, Trần Hiến Tông và được người đời trọng vọng. Đây là một cái phần dẫn chứng mà chị nghĩ rằng là vô cùng tiêu biểu và hợp lý dành cho câu nói là gì ạ? Đường đi khó, làm sao ạ? Đường đi khó, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, đúng không ạ? Chị nghĩ rằng là đây là một cái dẫn chứng về Mạc Đĩnh Chi, là một cái dẫn chứng nó rất là tiêu biểu và nó hợp lý cho cái đề bài này rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Hoặc nếu như mà các bạn tham gia cái khóa học phương pháp viết nhá, cái khóa học phương pháp viết thì các chị sẽ còn đưa cho chúng mình nhiều những cái đầu dẫn chứng hơn nữa, được không ạ? Đấy, khóa học phương pháp viết thì các chị sẽ còn đưa cho các bạn nhiều hơn nữa những cái đầu tài liệu về gì ạ? Về những cái bài văn mẫu, những cái bài văn tham khảo, hoặc là các bạn tham khảo những cái ấn phẩm về nghị luận xã hội đến từ Học Văn Chị Hiên, đặc biệt là cuốn bestseller Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Nếu như chúng mình gặp khó về nghị luận xã hội, đấy, chúng mình có thể tham khảo khóa học phương pháp viết hoặc là những cái ấn phẩm vô cùng hay và có ích dành cho nghị luận xã hội đến từ Học Văn Chị Hiên nhé. Nếu như em có nhu cầu nào về khóa học cũng như là có nhu cầu nào về ấn phẩm thì các bạn hãy nhắn tin về page Học Văn Chị Hiên hoặc đăng ký khóa học phương pháp viết mà các chị đã có link ở dưới phần bình luận của mình, được không ạ? Rồi, đấy chính là cái phần dẫn chứng, được không nào? Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng nhói đau vì những mũi gai. Đúng như lời câu hát, không có con đường nào trải đầy hoa hồng, bằng phẳng để chúng ta cứ thế bước đi, những bước đi thanh thản, nhẹ nhàng mà vẫn đến được đích thành công, không phải bỏ ra chút công sức nào. Sự thành công của mỗi người đều phải được đánh đổi bằng ý chí quyết tâm, sự kiên trì nhẫn nại, thậm chí là những hy sinh của bản thân. Đây tiếp tục là phần bình luận nhé. Tại sao chúng ta cần, đấy, tiếp tục là bàn luận, được không ạ? Tại sao chúng ta cần phải có ý chí nghị lực? Tiếp tục, đây là phần bàn luận vấn đề nhá. Rồi, chúng mình sẽ tiếp tục bàn luận như thế nào nữa ạ? Mỗi chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng ắt hẳn sẽ chọn được cách mình sẽ sống. Nó rất là liên quan đến vấn đề luôn ạ. Mình sống hèn nhát, đúng không ạ? Hay là mình sẽ sống có ý chí nghị lực khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của mình? Thì đấy là việc mà các bạn sẽ làm sao, chúng mình sẽ lựa chọn cách sống như thế nào. Không ai khác, bạn sẽ là người tự làm chủ và quyết định được vận mệnh và số phận của mình. Đó là cái việc làm sao ạ? Chúng mình phải tự quyết định cái vấn đề của mình thôi. Tự quyết định mình sẽ trở thành một con người như thế nào. Một con người hèn nhát, ngại việc, hay là một con người có ý chí, nghị lực và vươn tới những cái khát khao, ước vọng của mình, đúng không nhỉ? Có nhiều người có số phận bất hạnh, may mắn, nhưng không phải vì thế mà họ phó thác cho cuộc đời. Bằng niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời. Như thi sĩ Hàn Mặc Tử tiếp tục nhé các bạn ơi. Các bạn ơi, đối với những cái đề nghị luận xã hội mà viết theo dạng bài văn thì các em hoàn toàn có thể đưa hai dẫn chứng vào.
Càng nhiều dẫn chứng, có thể là từ 2 đến 3 dẫn chứng đúng không ạ, đối với một bài văn dài của nghị luận xã hội thì nó sẽ càng chứng minh được cái tính đúng đắn của vấn đề nghị luận. Đúng không nhỉ? Ví dụ ở đây các chị có Mạc Thịnh Chi, các chị có gì? Các chị có Hàn Mặc Tử này, một dẫn chứng nữa rất hay đó là Hàn Mặc Tử. Các chị có ai nữa? Các chị đưa ra dẫn chứng về ai? Thầy Nguyễn Ngọc Ký, một cái người rất quen thuộc đối với học sinh Việt Nam này. Chị chào Zigan nhá. Hello em. Rồi, đấy thế thì chúng mình sẽ tiếp tục đưa dẫn chứng như thế nào ở trong phần bình luận. Như thi sĩ Hàn Mặc Tử, cho dù bị bệnh tật dày vò nhưng vẫn cố gắng để cho ra đời những kiệt tác, đem đến những dòng thơ trào ra đầu ngọn bút. Hay như thầy Nguyễn Ngọc Ký, cho dù bị liệt cả hai cánh tay nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thầy từ bỏ ước mơ, đấy những từ khóa ở đây này, và khát khao học tập của mình. Bị liệt hai tay thì thầy dùng chân để thay đôi tay cầm bút viết, và nhờ ý chí nghị lực. Nhờ ý chí nghị lực của mình, thầy đã vượt qua mọi ánh mắt kỳ thị của bạn bè, để giờ đây thầy trở thành một nhà văn, một thầy giáo có danh tiếng trong cả nước. Chúng mình ở đây nếu như một bài văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, thì chị khuyến khích chúng mình đưa nhiều dẫn chứng, đúng không ạ? À, Ngọc Anh nói là mỗi luận điểm sẽ phải đưa ra dẫn chứng ạ. Em ơi, đây là một cái điều chị nghĩ rằng là cũng không phải là bắt buộc là luận điểm nào mình cũng phải có dẫn chứng đâu. Nhưng mình nên xoáy dẫn chứng vào những luận điểm quan trọng. Ví dụ như là những luận điểm trọng tâm như là bàn luận này, như là phản đề này, đúng không ạ? Hay là như là bài học thì chúng mình nên đưa ra dẫn chứng, đặc biệt là phần bàn luận. Bàn luận vấn đề tại sao lại như vậy? Nếu như em muốn người đọc, em muốn người chấm, em muốn đọc lại bài của mình mà cảm thấy thuyết phục. Bởi vì sao? Nghị luận xã hội là phải viết ra để cho người khác cảm thấy thuyết phục, đúng không nhỉ? Bàn luận về một vấn đề, khi em bàn luận về vấn đề nào đó, em chứng minh cái tính đúng đắn của câu nói, của bàn luận vấn đề. Thế thì em phải đưa được những dẫn chứng cụ thể. Họ đã sống như vậy và họ đã có những thành tích như vậy, nó mới chứng minh được cái tính đúng đắn trong bài nói của em. Em nhớ. Thế nhưng thế nên là những cái vấn đề, ví dụ những cái luận điểm như bàn luận, đúng không ạ? Giải thích thì có thể không cần, nhưng bàn luận này, phản đề này, hay là những cái luận điểm quan trọng trong bài nói, trong bài viết thì em nên đưa nhiều dẫn chứng vào, Ngọc Anh nhớ. Và đây cũng chính là cái phần mà nó thuộc về phương pháp viết đấy Ngọc Anh và các bạn ạ. Nó thuộc về phương pháp viết. Thế cho nên các bạn hãy đăng ký ngay cái khóa học phương pháp viết để được các chị tư vấn kỹ càng hơn cho mình, rằng là mình sẽ viết phương pháp như thế nào, đưa dẫn chứng như thế nào là hợp lý. Đặc biệt là trong ngày hôm nay chúng mình lại còn được giảm giá nữa, đúng không nhở? Chúng mình còn được nhận voucher 500.000. Voucher ở đây, đúng không? Đấy. Chúng mình chỉ còn mức giá là bao nhiêu cho buổi tối ngày hôm nay thôi ạ? Đó chính là 399.000 cho cái khóa học phương pháp viết với tận 20 buổi. Các bạn nhớ, 20 buổi. Thế cho nên chị nghĩ rằng là các bạn đừng nên băn khoăn và chần chờ gì nữa. Khóa học này sẽ sớm được khai giảng, sẽ sớm được học thôi. Và nếu như em đăng ký muộn, đúng không ạ, thì em thậm chí là không có voucher mà các bạn đã được học rồi thì em bắt buộc phải xem lại. Thế cho nên chị nghĩ rằng là các bạn sẽ cùng ngay lập tức nhắn tin về page hoặc là điền link đăng ký các chị đã ghim dưới phần bình luận, nhắn tin về page để được tư vấn kỹ càng hơn về khóa học phương pháp viết ở đây nhá. Rồi chúng mình quay trở lại về cái bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý đi ạ. Các bạn ơi, nếu như mà tư tưởng đạo lý nhá, bàn luận chúng mình có thể đưa thêm những dẫn chứng nữa. Ở đây các chị đưa rất nhiều dẫn chứng này, các bạn tham khảo tiếp ạ. Nghị lực và lòng kiên trì. Đấy, tiếp tục xoáy vào vấn đề cần bàn luận nhá. Nghị lực và lòng kiên trì là hành trang rất cần thiết, là hành trang rất cần thiết cho ta trên đường đời. Mỗi khi vấp ngã hãy tự đứng lên và bước tiếp. Những cái keyword, những cái từ khóa mà nó vô cùng quan trọng đối với một cái đề nghị luận xã hội như thế này. Tiếp tục đưa ra dẫn chứng ở đây nhá. Tỷ phú người Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập và điều hành tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, từng chia sẻ rằng: nếu bạn đang 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi, đừng lo lắng, ngã thì lại dậy, bạn thất bại, bạn lại đứng lên. Vì thế mỗi người hãy tự tin với quyết định của mình, với quyết định của bản thân, sẵn sàng làm sao ạ? Sẵn sàng hành động, làm mọi việc cho mục tiêu, làm mọi việc cho mục tiêu của mình và
điều đó sau này sẽ là tài sản vô giá của bạn. Đường đi khó chẳng thể nào cản được bước chân của một người tràn đầy niềm tin và nghị lực. Đúng không nhở các bạn nhớ, các bạn chú ý cho chị như thế này. Đây vẫn là thuộc phần bàn luận ở trong cái vấn đề nghị luận này các bạn ạ. Đấy, chúng mình đã thấy nó khó chưa? Chúng mình đã thấy là có nhiều ý cần phải bàn luận chưa? Và nếu như các bạn thiếu dẫn chứng này, dẫn chứng của các bạn sơ sài quá thì cũng không thể nào mà khiến cho cái bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý của các bạn thuyết phục được, đúng không ạ? Đấy, như vậy là các bạn đã cùng với chị đi tham khảo cái phần bàn luận về một cái bài văn đến từ học văn chị Hiên. Vậy thì bạn nào chúng mình cũng đã viết rồi, chúng mình cũng đã biết cấu trúc của cái bài nghị luận xã hội rồi, comment thử cho chị xem ạ. Đấy là sau cái phần bàn luận tại sao lại như vậy và đưa dẫn chứng thì chúng mình sẽ tiếp tục đến với phần nào ạ? Sau khi mà chúng mình đưa dẫn chứng xong nhá. Đấy, sau khi mà chúng mình đưa dẫn chứng xong, chúng mình đưa dẫn chứng xong và chúng mình đưa ra những cái gì, những cái bàn luận tại sao thì chúng mình sẽ tiếp tục đến với phần nào. Rồi, Xuân Dinh đã có câu trả lời. Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác khi mà tiếp xúc với nghị luận xã hội, khi mà các bạn tiếp xúc với nghị luận xã hội thì các bạn sau khi bàn luận xong thì các bạn sẽ đến với phần nào nhỉ? Rồi, Ngọc Anh này, Xuân Dinh này đã có câu trả lời rất chính xác đối với cái bài nghị luận xã hội này. Đó chính là phần phản đề. Đây chính là phần phản đề các em nhá. Đây chính là phản đề ạ. Phản đề là điều chúng mình... Rồi, chị cảm ơn Quyên, câu trả lời rất chính xác. Phần phản đề, đúng không ạ? Đôi lúc các bạn viết nghị luận xã hội, các bạn quên mất phải phản đề. Các bạn cứ thế là bàn luận thôi. Chỉ chứng minh cái tính đúng đắn của câu nói, chỉ chứng minh cái tính đúng đắn của vấn đề thôi. Thì nó sẽ hoàn toàn là chưa được sâu sắc và chưa đảm bảo bố cục của một bài nghị luận xã hội. Thế thì phản đề ở đây, đối với đề này nó sẽ như thế nào? Chúng mình cùng tham khảo với chị nhé. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải ai cũng có nghị lực để vượt qua thử thách. Đây này, không phải ai. Hãy chú ý cho chị những cái keyword mà chị đưa ra cho các bạn nhé. Dù đang là thanh niên thì họ vẫn có lối sống buông thả, không có lấy một mục tiêu, một dự định. Khi gặp khó khăn, thử thách, họ chọn cách phó mặc, chùn bước. Đấy, phê phán những cái người như thế nào ạ, sống như thế nào, khó khăn, sống đối diện với khó khăn, phó mặc, chùn bước này. Một số người khác thậm chí là còn chưa bắt đầu đã sợ thất bại vì những yêu cầu do công việc đặt ra. Thậm chí chưa thấy sóng đã ngã tay chèo, luôn chần chừ và sợ hãi, đúng không ạ? Những cái từ khóa các bạn chú ý cho chị này. Luôn chần chừ và sợ hãi trước mọi ngăn sông cách núi. Đấy, đấy là cái phần phản đề. Và chúng mình sẽ cùng tham khảo với chị xem là cái phần dưới phần phản đề, phần bài học thì sẽ được như thế nào nhá. Đây chính là phần bài học ạ. Những cái luận điểm như thế này các bạn vẫn cực kỳ phải chú ý này. Đường đời sẽ càng chông gai nếu những ai nghĩ rằng khó khăn sẽ không vượt qua được. Chúng ta cứ thử một lần bước qua những thử thách, đối mặt với khó khăn thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được vì nghị lực sẽ làm nên tất cả. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình. Các bạn ơi, chú ý vào đây giúp chị ạ. Mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình. Đấy, mỗi học sinh là gì? Mỗi học sinh là cách mà các bạn liên hệ với chính cái lứa tuổi của mình, liên hệ với chính cái độ tuổi, chính cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình những kỹ năng sống cần thiết, đặc biệt là nghị lực sống. Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn và là một trong những hướng đi nhanh nhất dẫn đến thành công. Hãy luôn nhớ rằng nếu bạn nghỉ ngơi, bạn bị reset theo Alan Hayes, đúng không ạ? Chính vì thế mà hãy hành động, hãy bước đi và đừng âu lo. Đặng Ngân ơi, nếu như mà em có nhu cầu tham gia cái khóa học phương pháp viết thì em hãy nhắn tin về page học văn chị Hiên nhé, để được các chị tư vấn kỹ càng hơn cho mình. Bước ra khỏi vùng an toàn để thấy làm sao bạn đã mạnh mẽ và trưởng thành nhiều hơn bạn tưởng. Đúng không ạ? Một cái phần bài học mà nó sẽ xoáy sâu vào gì ạ? Nó sẽ xoáy sâu vào những cái cách mà các bạn nên như thế nào, cách các bạn đối diện với khó khăn như thế nào. Và chắc chắn đó chính là cái phần gì ạ? Các bạn phải chú ý về phần bài học.
Ở đây có bạn nào mà chúng mình bàn luận xong rồi chúng mình lại phải mất một khoảng thời gian suy nghĩ, không biết viết kết bài như thế nào không nhỉ? Không biết viết kết bài như thế nào, không biết viết thế nào cho hay, không biết nâng tầm cái kết bài của mình như thế nào. Đấy, không biết là chúng mình sẽ đánh giá gì, mở rộng gì trong kết bài của mình. Có bạn nào gặp khó với phần kết bài không nhỉ? Có bạn nào gặp khó với phần kết bài của mình không ạ? Bởi vì sao ở đây, đặc biệt là đối với cái đề cụ thể như thế này, thì các chị sẽ đưa cho các bạn một cái kết bài tham khảo. Để từ đó các bạn sẽ cùng tham khảo xem là ở kết bài chúng mình sẽ đưa tới những gì nhá. Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta đã cao hơn đèo. Đấy, cuộc sống này là của bạn, sân chơi này cũng là của bạn. Được đến với thế giới bằng một cơ thể lành lặn là một diễm phúc. Chính vì thế hãy trân trọng cuộc sống, trân trọng những khó khăn mà cuộc đời mang đến như một món quà để bạn trưởng thành và phát triển. Dù cho có khó khăn đến mấy, hãy cứ vững vàng và bước đi. Đằng sau đó là một đóa hoa ngát hương đang chờ đón bạn. Mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với một ý chí kiên định. Đúng không ạ? Ở đây thì chúng mình sẽ tổng kết lại vấn đề này, đồng thời là chúng mình sẽ mở rộng ra nữa, đúng không nhỉ? Đấy, chúng mình sẽ tổng kết vấn đề. Đối phần kết bài nhá, mình sẽ không chỉ tổng kết mà còn nâng cao và mở rộng cái vấn đề cần nghị luận. Nâng cao và mở rộng. Được không ạ? Đấy, thế thì ngày hôm nay chị đã cùng với các bạn đi tham khảo một cái đề nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý. Được không? Đây là một cái đề mà nó sẽ rất là quen thuộc với các bạn học sinh lớp 10, các bạn học sinh lớp 11. Đặc biệt là chúng mình sẽ được tham khảo xem là đối với chương trình mới, đúng không ạ? Đối với chương trình mới thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn sẽ được tư vấn như thế nào, tham khảo như thế nào về cái mạch viết này? Cách viết nghị luận xã hội của bản thân mình về tư tưởng đạo lý theo định hướng của chương trình mới. Đồng hành cùng học văn.